Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VCT Việt Nam. Hôm nay em Vân Anh đang đứng trước một bảng nội quy của tòa căn hộ ở VCT. Vậy thì tại sao chúng ta lại cần phải tìm hiểu về nội quy của phòng trọ cũng như là nội quy về tòa căn hộ mà chúng ta sinh sống ạ? Bởi vì nội quy phòng trọ được đưa ra là để cho chúng ta có thể thống nhất được các cái cách thức để chúng ta thực hiện mức sinh hoạt chung bởi vì cộng đồng dân cư cùng sống trong một tòa nhà, cũng như là để cho chủ nhà trọ hay là một đội ngũ vận hành họ dễ dàng quản lý cũng như là thống nhất để mục đích chung là chúng ta tạo nên một môi trường sống văn minh dành cho các cư dân trong tòa nhà. Vậy các anh chị có thể thấy ở đây đó là bảng nội quy chuỗi căn hộ dịch vụ ở Big City ạ. Tất cả các điều được đưa ra ở trong nội quy này đều đảm bảo được đúng theo yêu cầu mà pháp luật đưa ra, không khống chế bất kỳ một quyền tự do nào của bất kỳ cư dân sống trong căn hộ, và chúng ta được đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của người thuê. Các anh chị có thể thấy là các điều ở trong bảng nội quy này đều tuân thủ theo pháp luật nhà nước Việt Nam hiện hành và luôn tôn trọng cũng như là đảm bảo về lợi ích của các anh chị cư dân đang sinh sống tại tòa nhà. Khi chúng ta đến thuê căn hộ thì nên chú ý đọc trước những nội quy mà Big City đưa ra để tránh xảy ra những cái xung đột không đáng có. Một số những cái lưu ý như là để đảm bảo an ninh thì chúng ta vui lòng đi ra ngoài thì đóng cửa cẩn thận, cũng như là những quy định về vứt rác, về khai báo hộ khẩu nhân khẩu. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video này. Và các anh chị lưu ý nhé, khi chúng ta đến lưu trú tại căn hộ của Big City hay bất kỳ một nơi nào khác, chúng ta nên theo dõi trước về bảng nội quy ở phòng trọ hay là ở căn hộ đó, ở tòa nhà đó, để chúng ta luôn tuân thủ đúng theo những nội quy mà quy tắc mà nơi lưu trú đó đề ra. Xin cảm ơn các anh chị, các bạn đã lắng nghe video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.